Anh em đang thiếu kim cương hay đến với shop DucMomTV.net. Lơi mua hạc và quay kim cương giá rẻ. Shop đang giảm giá đến 80% tất cả các vòng quay. Tỷ lệ lẩu hũ rất cao. Chỉ với 15.000 đồng các bạn có cơ hội nhận được hàng nghìn kim cương em ạ. Còn chần chờ gì nữa, vài xách tít lên đi mua thẻ và lạp vào ngay. Xin chào cả bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình và mình là Đức Mõm đây. Thì có rất là nhiều anh em comment là đố thằng Đức Mõm solo thắng Abu với LTL. Ok. Thì trận này mình sẽ solo với Abu và LTL nhá. Và mình đã thuê được một anh bình luận viên rất là chuyên nghiệp anh em ạ. Đó là anh Tuấn Ngọng. Thì mọi người xem clip này nhớ ấn like và đăng ký kênh nhá. Ok anh em. Vào kèo. Ok, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và chúng ta cùng quay trở lại với channel của Đức Mõm TV. Ok anh em ơi. Thì ngày hôm nay làm trận thi đấu kinh thiên động địa giữa team của một mình Đức Mõm thôi anh em ạ. Của là trận thi đấu kinh thiên động địa giữa team một mình Đức Mõm cùng với đội bên kia, đó chính là Abu TV và LTL. Thì đây là một kèo solo. Ôi giời ơi, Đức Mõm ơi, đừng tặng hoa anh Đức ơi, đừng tặng hoa anh Đức ơi. Đấy, đã tặng hoa cho bình luận viên thế này rồi là kiểu gì em thắng nữa rồi đấy. Sang đến vị trí của team bên kia là team của Abu TV và cùng với team của RGFF LTL anh em ạ. Thì ok, trận thi đấu này là trận thi đấu của Đức Mõm khi mà cân hai anh em là Abu và LTL. Thì sang vị trí của Đức Mõm đấy, chàng trai mặc áo màu trắng, vẫn là áo màu trắng như sự xuất hiện hàng ngày của Đức Mõm. Có vẻ như là Đức Mõm rất thích màu trắng đấy, kết hợp với màu đen làm sự kết hợp hoàn hảo anh em ạ. Đấy, kèo đầu tiên thì chúng ta cầm mấy khẩu lục bạc thôi anh em ạ. Thì LTL và với Abu đang ở phía khu vực bên dưới sân cỏ. Thì ok, vẫn chưa thấy va chạm nhau gì cả. Ôi chết rồi, LTL bị bắn rồi, LTL bị Abu bắn rồi. À anh em ơi, LTL bị Đức Mõm bắn rồi anh em ạ. Đức Mõm bắn khá là đau. Càng đấy. Sang vị trí của LTL xem nào, LTL. Ôi trời ơi, thả keo trận quá, này thì ăn làm sao được Đức Mõm. Sang đến vị trí của Abu thì sao, Abu đang cố gắng tiếp cận Đức Mõm để bắn rồi. Đức Mõm đã bắn Abu, Đức Mõm đã bắn Abu rồi. Ôi trời ơi, hay quá, Đức Mõm đã vừa hạ gục Abu rồi, còn LTL rồi, Đức Mõm hay quá. LTL múa keo nhanh đấy, ôi trời ơi. Đức Mõm bắn, ôi. Hay quá anh em ơi. Đúng là Đức Mõm ạ. Không chỉ mõm mà còn bắn hay, đẳng cấp anh các bạn. Nói thật với anh em thì giải thích với anh em là trận đấu này ấy thì thực sự là rất là công bằng. Anh em đã giao dịch với nhau từ đầu rồi, là bắn, là nói chung là không nhường nhịn. Anh em thì anh em, ngoài đời là anh em, vào game là đã là đối thủ thì phải là chiến đấu hết mình, chứ không vì tình cảm mà gọi là phân biệt tình cảm anh em ạ. Đấy, thì trận đấu này là cái nhắn tin đấy nhỉ, bực cá mình không nhắn tin, đang bình luận. Trận vừa rồi Đức Mõm đã mang về cho mình được một trận thắng, là Abu và RGFF LTL lại bị thua khá là cay đấy. Thì ok, sang đây vị trí của Abu là vừa thua rồi, cay, không biết có làm gì được Đức Mõm trận này không. RGFF LTL thì đang cố gắng cầm khẩu M1014, định one shot Abu, à định one shot Đức Mõm hay sao đây. Sang đây vị trí của Đức Mõm thì sau khi thắng thì thấy hai bên kia là bắn căng quá, cũng khe lẹt đấy. Rồi, một cân hai là một cái điều gì đấy khá là khó đối với Đức Mõm, nhưng mà không sao, anh em phải thử thì mới biết được. Anh em phải nhìn tay súng, phải nhìn khả năng xử lý của Đức Mõm thì anh em mới thể biết được. Ui giời ơi, one shot anh em ạ, à, bắn vào đầu luôn em ơi. Ui giời ơi, quả này là LTL, oảng rồi. Khi mà LTL vừa block thì chỉ còn vị trí của Abu và Đức Mõm thôi, thì không biết là ui rồi. Ui giời, keo chậm quá Abu ơi, thế này thì là sao thắng được Đức Mõm anh em. Nào anh em cố lên nào. Sang vị trí của Abu thì sao, trốn vào khu vực phía bên trong nhà rồi, vừa hưu máu rồi. Sấy, ui một góc đẹp không sấy em ạ, một góc đẹp mà Abu không hề sấy, không lẽ khá là tiếc cho Abu. Sang lấy vị trí Đức Mõm, Đức Mõm đã cầm cho mình được một khẩu 10014 và khẩu UMB. Đức Mõm tiếp tục xử lý em ơi, tiếp tục xử lý. Sấy, ôi giời ôi hay quá, may mà không chết ạ, may mà Abu không mất anh em ạ. Abu quả rồi là hơi bị lỗi đấy. Abu chỉ còn cho mình là tạo 60% máu thôi và Abu đã tiếp tục quấn máu rồi, chỉ còn bình máu cuối cùng cho Abu. Khi đó thì Đức Mõm thì sao? Đức Mõm vẫn đang tự tin với 100% máu và cộng với lấm màu vàng rồi. Hay quá, Đức Mõm bắn rất là tự tin. Thì đó Abu với đỡ và LTL thì khá là khó anh em ạ. Double kill. Ui giời, ui cái pha vừa rồi là Abu xử lý hơi bị kém anh em ạ, cay quá. Chết rồi, tôi nghi khả năng phân tích em ạ. Khả năng kèo này là Đức Mõm có tỷ lệ, có khả năng là Đức Mõm sẽ thắng 7-0 đấy. Chứ bắn hai trận như thế này, rau lục bạc Đức Mõm cân hai. Hai ông kia là tạm biệt nhau nhé, chúng ta phải chia tay. Đức Mõm đã tuyên chiến đấy các bạn, Đức Mõm cắm cờ này, các chú không đủ tuổi đấy. Lại tặng hoa cho bình luận viên là thắng rồi, tặng hoa bình luận viên là thắng anh em ạ. Cứ tặng hoa cho bình luận viên là thắng rồi, như này là ok rồi. Sang đến vị trí của Abu thì sao, Abu và LTL đã có sự kết hợp rất là nhuần nhuyễn, hai anh em là đi với nhau là rất là sát nhau rồi.
Anh em mình lượng tựa nhau để chiến đấu với Đức Mõm rồi. LTL thì sao? LTL múa keo rất là nhanh sang đến vị trí của Đức Mõm. Ui giời ơi, không bắn được, không bắn được. Vẫn đang múa keo và đang múa keo rất là nhanh. Rồi, sửa giáp rồi. Đức Mõm vẫn đang múa keo, vẫn đang múa keo rất là tốt. Tôi sẽ soi thật nhiều vị trí của Đức Mõm em ạ. Tại vì sao? Vì đây là channel của ai? Là channel của Đức Mõm và đây là trận đấu Đức Mõm cân ạ. Đức Mõm cân 2. Và tôi xin nhắc lại với cả anh em là trận đấu này không được dàn xếp. 100% không được dàn xếp nha anh em. Anh em cùng theo dõi tiếp tục là. Ôi kìa, LTL, ui. Tiếp trực kìa. Ui giời ơi, LTL lốc rồi. Pha vừa rồi LTL để lốc là một pha xử lý khá là lỗi của LTL. Khi mà để Đức Mõm đã lắng thoát được và Đức Mõm đã bắn chết LTL anh em ạ, bắn lốc rồi. Thì chỉ còn mình Abu thôi. Đức Mõm và Abu là hai tuyển thủ gặp nhau rất là nhiều. Vào đầu rồi, một viên vào đầu rồi. Hay quá, một pha Skyler quá hợp lý của Đức Mõm đã dẫn đến là Đức Mõm lại thắng thêm một trận nữa và tỷ số là 3-0 anh em ơi. Đúng là thật với anh em là cứ tặng hoa cho bình luận viên là kiểu gì thắng em ạ. Không biết là bên này LTL cả Abu có tặng hoa cho bình luận viên đâu. Không tặng hoa bình luận viên thì làm sao mà thắng được, cũng không anh em. Sang đến vị trí của Đức Mõm thì xem nào. Đấy, Đức Mõm cứ tặng hoa cho bình luận viên là kiểu gì cũng thắng anh em ạ. Đấy, cứ biết lịnh bình luận viên như này là thắng rồi. Đấy, nói chung là nó trêu với anh em thế thôi. Tôi bình luận với anh em công bằng, không công tư phân minh. Và nhắc lại một lần nữa là trận đấu này không có sự dàn xếp, tuyệt đối không dàn xếp. Tôi lấy cái danh dự và cái uy tín của thằng Tuấn Ngọc này ra làm bình luận viên này ra để đảm bảo với anh em. Nếu mà trận này, nếu trận đấu này mà là dàn xếp ý, thì kênh của Tuấn Ngọc ngày mai bay luôn. Ui ôi, Abu sấy phun đầu Đức Mõm anh em ạ. Phun đầu nhưng mà không sao, Đức Mõm này vẫn tử tế, vẫn đẳng cấp anh em ạ. Vẫn nghiêm trang, anh không sợ đâu. Ngay khi vào đầu này. Tiếp tục là múa keo rất là nhanh. Ngay khi vào đầu, ui giời ơi, Abu tiếp tục sấy Đức Mõm nhưng mà Đức Mõm mất không đáng kể máu anh em ạ. Không đáng kể máu, Abu đã tiếp tục sấy, ui giời ơi Abu. Còn LTL thôi, Abu thì lốc rồi, chỉ còn LTL thôi. LTL với Đức Mõm, hai ông tham gia giao tranh sẽ như thế nào đây? Em tham gia giao tranh sẽ như thế nào? LTL chỉ cầm mùa 1014 có vẻ là chỉ muốn one shot cho anh em ạ. Tự tin khả năng chiến đấu của mình. Và đến vị trí của Đức Mõm thì cũng là M1014 à đâu. Đây là khẩu M1887 anh em ạ, không phải M1014. Nhìn hoa mắt quá anh em, không nhận ra được súng luôn. Bắn hoa cả mắt luôn anh em ạ, múa keo thì gọi là úi giời ôi luôn. Tiếp tục là, úi giời ơi. Ôi, gạt Abu, hay, đúng rồi, gạt Abu. Chỉ còn LTL thôi. Đức Mõm và LTL. Đây là một kèo đấu khá là khét đây anh em ạ. Khi mà Đức Mõm và LTL đã từng gặp nhau rồi, không biết là sau một quãng thời gian khá là dài, không biết Đức Mõm và LTL có thể là lơ kèo và xác nhận lại tỷ số hay không. Ôi, hay quá. Tiếp tục xong, ôi, LTL xong anh em, LTL xong rồi. Tại sao lại chạy ba vừa rồi, Đức Mõm. Đức Mõm bị khóa keo, bị LTL khóa keo rồi. Phải chạy khu vực ngoài bo, chết rồi. Có thể Đức Mõm sẽ bị chết bo. Biết ngay, quá đẹp Đức Mõm. LTL chơi quá cáo anh em ạ, chơi rất cực kỳ cáo. Đó là một con cáo già mang tên LTL anh em ạ, chặn keo không cho LTL à không cho Đức Mõm vào bo, dẫn đến là Đức Mõm phải chết ở phía khu vực ngoài bo. Khá là buồn cho Đức Mõm, có thể là pha vừa rồi Đức Mõm bị đen thôi. Cũng có thể là do LTL quá cáo anh em ạ. Cáo đấy, đúng là một con cáo LTL anh em ạ. Sang đến vị trí của Abu thì sao đấy. Úi xời ơi, súng đẹp. Đức Mõm thì sao? Chắc chắn là tôi nghi là pha vừa rồi, là trận vừa rồi Đức Mõm không tặng hoa cho bình luận viên này. Không tặng hoa cho bình luận viên, thế là dẫn đến cái trường hợp là bị chết bo anh em ạ. Rồi, không tặng hoa bình luận viên là nó thế đấy anh em ạ. Cay rồi. Tiếp tục là Đức Mõm đâu, cố gắng lên. Nào Đức Mõm đâu rồi? Đức Mõm đâu? Nào lên xem nào. Trận này cũng chưa thấy Đức Mõm tặng hoa đâu anh em ạ, không biết là có thắng được không. Cứ không tặng hoa là khó thắng lắm anh em ạ. Nhưng mà nói trêu anh em thế thôi, nhưng mà Đức Mõm bắn khá là chắc tay đấy. Nó thật là rồi em nói không phải là khen, nó là cái sự thật. Đức Mõm bắn khá là chắc tay, múa kẹo khá là bài bản. Trong khi mà chỉ có vài trận vừa rồi thôi, Đức Mõm chỉ là một người chơi hệ Mõm, bắn khá là bình thường thôi. Nhưng mà khi mà được tham gia, khi mà nhận được tin là Đức Mõm tham gia giải đấu của anh bình luận viên 18, Đức Mõm đã ngày đêm luyện tập anh em ạ. Ngày đêm luyện tập và đã lốc được Abu rồi, chỉ còn LTL thôi. Quá trình ngày đêm luyện tập của Đức Mõm đó là đã ra một cái kết quả Đức Mõm bắn khét lẹ rồi anh em ạ.
Khi mà tham gia giải đấu Anh Việt Thắng thì Đức Võm đang ngày đêm luyện tập bắn chỉ có vào đầu anh em ạ. Thế này bắn thế này thì Abu và LDL khó thắng nhỉ. Không phải khen nhá, không phải là phân biệt là để là kênh của ai mà tôi bình luận nhanh nhanh đấy, nhưng mà tôi phân tích khả năng rất là chính xác khi mà double kill. Cái quái gì vậy? Đức Võm vẫn tự tin. Tặng hoa không? Không tặng hoa. Thế rồi, không tặng hoa là chết rồi. Sao lại khoe xe bình luận viên này? Biết bình luận viên không có tiền để khoe xe đúng không? À nhá, trận này nha, khó thắng nha Đức Võm nha. Trận này Đức Võm khó thắng ấy nha. Không được rồi, không tặng hoa là không được rồi đấy. Chơi với em thì thôi. Sang đến vị trí của LTL và Abu vẫn đi sát kề nhau, xuống bên xuống đầu sát bên đầu đấy. Abu mà lốc thì LTL chạy gọi là về ối thôi luôn. Sang đến vị trí của Đức Mõm anh em ạ. Đấy, vẫn cầm khẩu UMP, khẩu súng có thể nói là súng tủ của Đức Mõm anh em ạ. Đấy, súng tủ Đức Mõm. Rất là khét lẹt này em ơi, rất là khét. Rồi. Vẫn sấy và quăng keo ngồi rất là nhanh. Rất là cơ. Những thao tác cực cơ bản nhưng mà lại cực kỳ hiệu quả. Đấy, không cần phải quá cao siêu, cơ bản mà lại hiệu quả anh em ạ. Thấy chưa? Cân 2 khi mà A. Úi ôi. Ôi ôi. Phun đầu anh em ơi. Ôi ôi. Ôi đầu lại phun đầu. Như này thì phải gọi là đẳng cấp anh em ạ. Có vẻ như là LTL và Abu đang cố gắng quyết định là phân đấu mình phải thắng được. Chẳng nhẽ hai cân một không chuột cũng què, mà tại sao là hai cân một lại hai ông, hai cân một lại để từ một ông đi một để ông đánh cho hai ông đi hai là vừa chuột vừa què như thế nào thì không được đâu nhá. Đấy, LTL đang cay đấy. Đấy, Đức Món thì vẫn đang bình tĩnh, anh vẫn đang dẫn 2 điểm mà hai bên kia hai người gọi là vẫn là bình thường anh em ạ. Đấy, vẫn là bình thường thôi. Khi mà LTL và Abu đang ở phía khu vực phía trên của khu tháp đồng hồ thì không thấy công anh em ạ. Có vẻ là LTL và Abu đang quyết định là thủ ở khu vực phía trên và đợi Đức Võm lên rồi. Đợi Đức Võm lên rồi anh em ạ, đợi Đức Võm lên rồi. Đức Võm đi không hề ngây thơ. Đấy, phi vào nhà trèo ra bờ tường, đánh lạc hướng đối thủ. Abu đã bị sấy, Abu sấy nhưng mà không trúng viên nào anh em ạ, không trúng. Bình tĩnh nào. Abu đang tiếp cận rồi. Abu tiếp cận Đức Võm, mình bước qua đời nhau rồi. Ôi, có vẻ là Abu và Đức Võm mà đang vờn nhau chẳng hạn. Rồi, hay quá, Đức Võm đã sới chết Abu rồi. Ôi, Abu ơi, anh hơi đen rồi anh Abu ơi. Có vẻ như là ôi rồi. LTL đặt kèo khá là nhanh, Rồi. LTL đâu rồi? LTL đang trốn, đang kê Đức Võm nhưng mà không anh em ạ. Kê làm sao được anh? Đức Võm nói thẳng không, chú không kê được anh đâu. Rồi. Sang đến vị trí Đức Võm nào. Đấy, Đức Võm cuốn keo để hưu rồi. Cuốn keo hưu rồi. Rồi. Phá keo. First blood. Hay. Ra phát là gạt ngay Abu luôn. Bắn trong tiềm thức luôn nha. Không cần phải ke. Bắn trong tiềm thức luôn. Quá đẳng cấp luôn ạ. Chỉ còn mình LTL rồi. LTL. Có vẻ như LTL đang rất tự tin với khẩu súng của mình. Trận đấu này thì không biết là như thế nào đây. Khi mà Đức Võm trong quá trình khi mà tham gia giải đấu của anh lực lượng viên Việt Thắng, Đức Võm đã luyện tập rất là cực khổ ngày đêm. Thì tôi nhận được thấy sự cố gắng nỗ lực của Đức Võm. Và Đức Võm đã lên tay rất là nhiều. Và Đức Võm đã ra một cái kèo solo là Abu và RGFF LTL TV. Đấy, LTL. Đấy, ui xây. Quá hay, quay trở lại trận đấu, Đức Võm vừa hạ gục Abu rồi. Chỉ còn một mình LTL thôi. Khi mà LTL, tôi đoán là LTL sẽ trở lại sẽ cầm khẩu M1014. Với khả năng áp sát thì Abu áp sát thì Đức Võm khó mà có thể thắng được. Thì có thể là Đức Võm chỉ có thể là giãn khoảng cách thôi. Khi mà tiếp cận gần. Gần đối với anh không phải là vấn đề, nhưng mà Đức Võm đã thắng rồi anh em ơi. Gần hay xa không phải là vấn đề của Đức Võm. Quá hay. Thì chúc mừng Đức Võm đã chiến thắng trận đấu vừa rồi. Thì chúc mừng em đã chiến thắng. 1 cân 2, các cụ có câu 2 cân 1 không chuột cũng què. Nhưng mà đây 2 cân 1 thì để 2 ông, cân ông 1 thì để 1 ông chuột 1 ông què anh em ạ. Quá hay, chúc mừng Đức Võm đã chiến thắng trận đấu vừa rồi. Và tôi xin nhắc lại là trận đấu này không có 1% nào là dàn xếp nhá. Không có 1% nào là dàn xếp. Anh em lưu ý, không có 1% nào là dàn xếp. Nếu mà là dàn xếp, kênh YouTube của tôi cũng như là kênh YouTube của Đức Mõm, hai kênh YouTube này bay luôn. Nếu mà là dàn xếp, thì ok, trận đấu chúng ta xin được phép kết thúc tại đây. Và
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết clip của Đức Bước Mõm nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you. Bye bye mọi người.